Xin chào các anh chị đã quay trở lại với hệ thống xe điện xe máy 50cc Zalo Việt Nam. Thì đã từ rất lâu rồi bên em cũng không có thời gian để làm những cái video clip review hay là cập nhật giá cho anh chị về các mẫu xe ga 50cc hay là các mẫu xe coupe, các mẫu xe máy điện. Thì cũng phải thú thực là trong thời gian khoảng 2 tháng vừa qua thì đã có rất là nhiều những phụ huynh đã đến mua xe cho các con đi học. Vậy nên là cửa hàng lúc nào cũng đông từ sáng đến tối luôn. Vậy nên thì bên em đã phải huy động tất cả nhân viên để ra có thể là tư vấn được cho khách hàng hay là các bạn học sinh những cái mẫu xe tốt nhất để đi học. Và đến thời điểm hiện tại bên em sẽ bắt đầu làm lại những cái video clip. Đầu tiên sẽ là một cái video clip về cập nhật các mẫu giá của xe ga 50cc mới nhất hiện nay đang có mặt trên thị trường và có mặt tại cửa hàng hệ thống xe điện xe máy 50cc bên em. Và bây giờ những mẫu xe đó là gì, chúng ta hãy cùng xem ở trong video này nhá. Ok, và bây giờ em sẽ giới thiệu cho các anh chị các mẫu xe ga 50cc có tại ở cửa hàng bên em nhé. Thì đầu tiên là một cái mẫu xe ga 50cc có kiểu dáng là Vespa. Đầu tiên là mẫu New Sima Plus. Đối với cái mẫu New Sima Plus này, nó sẽ có rất là nhiều phối màu để cho các anh chị lựa chọn. Và cái phối màu năm nay của mẫu New Sima Plus này cũng rất là đẹp luôn. Khi mà cái màu chính của nó thì nó sẽ là màu, ví dụ như là màu xanh cửu long như thế này này. Nó sẽ có kết hợp với cả cái nẹp màu đen thì trông làm cho chiếc xe trở nên là đẹp hơn và cá tính hơn rất là nhiều, cũng tạo điểm nhấn cho chiếc xe. Đối với chiếc xe New Sima Plus này thì nó sẽ có những cái màu ví dụ như là màu đen mờ này, màu xanh cửu long, màu trắng, màu xanh đá và màu vàng. Và ngoài ra nữa thì bên em cũng có thêm những cái màu khác, ví dụ như là màu đen bóng này, màu ghi sần hoặc là màu rêu sần. Màu rêu sần này có thêm cả màu rêu bóng và một những cái màu rất là cơ bản của một chiếc xe máy như là màu đỏ hay là màu vàng, màu cam thì cũng rất là đầy đủ ở tại cửa hàng. Nói qua một chút về cái mẫu xe New Sima Plus này, nó sẽ có mức giá bên em đang bán là 22.900.000. Thì với chiếc New Sima Plus này, nó sẽ là một cái phiên bản xe Vespa mà có đèn thiết kế là đèn hình lục giác như thế này. Đó, phía trong là phần đèn LED. Thì cái video này thì em chỉ làm cái video về cập nhật mẫu giá thôi. Nếu như anh chị có muốn xem chi tiết về cái mẫu xe này thì có thể lên cái kênh YouTube bên em để xem thêm chi tiết về chiếc xe này nhé. Em đã có làm video clip rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái mẫu xe có kiểu dáng Vespa khác. Đó chính là mẫu Diva Panse XS. Thì đối với mẫu Diva Panse XS này thì cũng không có gì mới cả. Nó sẽ có mức giá là 24.500.000. Thì đối với một cái mẫu xe ga 50cc kiểu dáng Vespa mà nó vẫn có một cái thiết kế đẹp như thế này rồi thì em nghĩ là bên công ty Diva ấy họ cũng không có cái gì để thay đổi cả, bởi vì là nó đang đẹp mà thì mình thay đổi làm gì. Đó, thì đối với mẫu Diva Panse XS này nó sẽ có thiết kế là đèn pha tròn. Hầu hết những mẫu xe kiểu dáng Vespa thì nó sẽ có khác một chút về cái phần đầu xe. Thì chiếc New Sima Plus này thì dùng là đèn lục giác, còn cái Diva Panse XS thì nó sẽ dùng là đèn tròn. Đèn thì là đèn LED 2 tầng có cả bóng LED đèn bi. Hiện tại ở đây em đang có các phiên bản màu là màu ghi, màu xanh cửu long. Ngoài ra thì có cả các màu, ví dụ màu đen này, màu trắng hay là màu đỏ. Đó. Tiếp theo ở bên dưới này chúng ta sẽ đến với một cái mẫu xe ga 50cc kiểu dáng Vespa khác, đó chính là mẫu Canelli. Thì đối với đây là một cái gọi là một trong những cái sản phẩm mà bán chạy nhất ở tại cửa hàng em trong mấy tháng vừa qua, được rất là nhiều các bạn học sinh cũng như là các bậc phụ huynh tin tưởng sử dụng. Thì đối với cái mẫu xe Canelli này nó sẽ có mức giá là 23.500.000, cao hơn cái mẫu New Sima một chút và cũng rẻ hơn cái mẫu Diva Panse XS một chút. Thì đối với mẫu Canelli này thì nó cũng có rất là nhiều màu để cho các anh chị có thể lựa chọn. Như ở trong của mình đây, chúng ta sẽ có màu là màu rêu bóng này, màu hồng này rất là cá tính, màu hồng này rất là đẹp luôn. Đó, màu đỏ này, màu xanh ngọc. Ngoài ra thì xe cũng có rất là nhiều màu khác, ví dụ như là màu rêu này, màu rêu mờ này, màu đen, lại tiếp tục một chiếc màu hồng, màu trắng. Đấy, bên trong là chúng ta sẽ có một chiếc màu đỏ. Rất là nhiều màu để cho anh chị thoải mái lựa chọn. À đây nữa, bên ngoài này nữa. Bên ngoài này chúng ta sẽ có màu, đây là màu màu này gọi là màu đen sần. Màu đen sần này thì được rất là nhiều các bạn, đặc biệt là các bạn nam yêu thích sử dụng, bởi vì trông nó rất là cá tính, trông rất là đẹp. Đấy, trông rất là thể thao luôn. Đèn thì là đèn lục giác 2 tầng, đèn bi LED này. Anh chị nhìn bên trong rất là đẹp, hiện đại. Phối màu cũng rất là đẹp, có cái nẹp ở đây, nẹp màu đen tạo điểm nhấn cho chiếc xe. Ở dưới sẽ sử dụng là cái LED để mi cũng rất là đẹp. Bánh thì là bánh 12 inch. À, riêng cái bánh cái xe Canelli này á, nó sẽ sử dụng bánh trước là bánh vành 12. Đối với các xe ga 50cc khác thì nó sẽ sử dụng là vành 10.
vành 10 nhỏ hơn. Còn cái vành riêng Canelli này thì họ lắp cái vành 12 thông, thì làm cho chiếc xe trở nên là nó cao giá hơn và trông nó gọi là đẹp hơn, trường xe hơn. Đó, chúng ta sẽ có thêm các màu, ví dụ màu cam này, màu vàng này, đấy, màu xanh cửu long. Rất là nhiều màu để cho các anh chị thoải mái lựa chọn. Đó thì đó là ba cái mẫu xe gan 50cc có kiểu dáng Vespa đang có hiện tại ở trạm cửa hàng em. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái mẫu xe xe gan kiểu dáng Crea. Thì bên em đang có mẫu xe Crea ở đây, thì sẽ là mẫu của hãng Dibao. Thì Dibao, với cái mẫu Dibao Crea này nó sẽ có mức giá là 24.500.000. Thì đối với cái mẫu Dibao Crea này, bên em đang có sẵn các màu, ví dụ là màu cam này, màu đen, màu đỏ. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm các màu khác, ví dụ như là màu trắng, màu xanh cửu long. Đấy, những cái màu rất là màu, nói chung là nó sẽ có rất là nhiều màu cơ bản của xe. Đó. Đó, anh chị có thể nhìn thấy rất là nhiều cái chi tiết ở trên xe Dibao, nó được làm rất là khác biệt đối với các mẫu xe khác trên thị trường. Đấy, những cái nút bấm này nhìn rất là đẹp. Đấy, rất là dễ bấm. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với một cái mẫu xe cũng là Crea nhưng mà đến từ thương hiệu Neosima. Thì năm nay thương hiệu Neosima họ đã loại bỏ cái dòng xe kiểu dáng xe Crea cũ như thế này, và họ sẽ đã thay bằng một cái kiểu dáng Crea mới, đó chính là Crea Neosima Plus. Thì đối với phiên bản Neosima Crea Plus này thì là một cái kiểu dáng thiết kế hoàn toàn mới so với các mẫu xe Crea cũ. Hiện tại cái mức giá của mẫu Crea Neosima Plus này bên em đang bán là 22.500.000. Thì em đang có ở đây một cái màu phiên bản màu xanh rất là đẹp. Đây, quay cận cảnh cho anh chị xem. Đấy, phiên bản màu xanh này rất là đẹp luôn. Ngoài ra nó sẽ có thêm ví dụ màu đen bóng này, màu xanh, màu đen mờ, màu trắng, màu kem, rất là nhiều màu, màu đỏ, màu vàng cũng có, màu cam cũng có. Đây, em sẽ quay đằng sau cho anh chị xem cái xe của Crea Neosima Plus. Nó sẽ có một cái kiểu dáng nó hơi to hơn một chút so với cái kiểu dáng Crea cũ. Đây, phần mặt đồng hồ. Nhưng mà mặt đồng hồ của nó sẽ sử dụng là mặt đồng hồ điện tử luôn các anh chị nhé. Nó không phải là mặt hình đồng hồ cơ nữa. Chúng ta xem qua một chút về cái cốp nhé. Cái xe này thì em cũng chưa lên được cái video clip về cái chi tiết về cái mẫu xe này. Thì em sẽ quay kỹ hơn một chút cho anh chị xem. Cốp thì siêu rộng luôn. Cốp này thì anh chị có thể, các bạn học sinh chẳng hạn thì, hay là các chị em phụ nữ thì có thể để được vào đây một cái mũ bảo hiểm này, áo mưa, áo chống nắng, đầy đủ tư trang của mình. Rất là thoải mái ở trên chiếc xe này. Đó, mức giá thì cũng khá là hợp lý, 22.500.000 cho một cái mẫu xe Crea kiểu dáng mới. Tiếp theo, đi vào trong chúng ta sẽ đến với một cái mẫu xe gan 50cc khác. Cũng có một cái kiểu dáng rất là đẹp, đó chính là mẫu xe gan 50cc Athena. Thì đây cũng là một cái mẫu xe mới của năm nay. Mẫu xe gan 50cc Athena này nó cũng có một cái thiết kế cũng như là những cái phối màu, màu sơn rất là đẹp. Hiện tại thì em đang có cái phiên bản màu trắng này, màu vàng này, màu đỏ. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm rất là nhiều màu, ví dụ là màu đen bóng, màu đen mờ, màu ghi sần, màu cam, màu rêu. Đặc biệt là cái phiên bản màu rêu thì rất là đẹp. Hiện tại thì vừa có khách lúc sáng đã bán mất rồi thì em lại không có cái xe để quay. Khi nào có hãy sẽ quay lại cho anh chị một cái chi tiết hơn về cái mẫu xe này nhé. Đây, mẫu xe gan 50cc Athena có mức giá là 22.500.000. Rất là đẹp, rất là cá tính. Quay một chút về cái mặt đồng hồ à. Mặt đồng hồ thì vẫn sử dụng là mặt đồng hồ cơ thôi. Đấy. Chị em thì rất là thích cái kiểu dáng xe này bởi vì nó cũng nhỏ gọn nhẹ. Thiết kế cũng rất là đẹp. Đi vào trong là chúng ta sẽ có thêm những cái mẫu xe gì đây. Một chiếc Crea màu cam yếm trắng khác. Một xe Canelli màu đen bóng, màu đỏ. Và một chiếc Neosima màu xanh đá. Màu xanh đá này thì cực kỳ là đẹp luôn. Màu xanh đá này cũng phải gọi là trong 2 năm nay thì màu xanh đá này gọi là màu hot nhất. Bên cạnh này sẽ ra một chiếc Canelli màu ghi bóng. Rất là đẹp. Đó, vừa rồi thì em cũng đã còn quên mất, xin lỗi anh chị, còn một cái mẫu xe nữa, đó chính là mẫu Zogno Smile. Thì mẫu Zogno Smile này thì cũng không phải là gì quá xa lạ nữa bởi vì là nó là cái mẫu xe có từ khá là lâu rồi. Hiện tại em đang có cái phiên bản màu đen sần và màu đỏ bóc đô.
Thì cái mẫu xe Rockno Smart này nó sẽ có giá là 18.900.000. Đây là một cái mẫu xe có thể nói là có mức giá rẻ nhất trong các phân khúc xe gan 50cc. Mà kiểu dáng thì nó cũng nhỏ gọn nhẹ, rất là phù hợp với cả những cái người hay là những cái bạn học sinh nào mà chúng ta có một cái chiều cao nó hơi khiêm tốn một chút, thì chúng ta có thể chọn ngay cái mẫu xe gan 50cc Rockno Smart này để chúng ta sử dụng. Ok, và vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu xong những cái mẫu xe gan 50cc có ở tại cửa hàng bên em, hệ thống xe điện xe máy 50cc Zolo. Nếu mà anh chị có những câu hỏi hay thắc mắc gì thì hãy để lại ngay bình luận của mình xuống dưới, bên em sẽ có ngay nhân viên để tư vấn cho mình. Và nếu như anh chị đã có quyết định mua xe, đừng quên đến ngay với các địa chỉ ở tại 102 Bà Triệu, số 9 Âu Cơ và 44 Kim Ngưu là ba địa chỉ của hệ thống bên em. Hãy đến ngay với các cửa hàng thì bên em sẽ có ngay nhân viên tư vấn chi tiết nhất cho các anh chị, kể cả những cái thủ tục ví dụ là thủ tục trả góp qua thẻ tín dụng hoặc là trả góp qua chứng minh thư hộ khẩu thì cũng sẽ được mọi người nhân viên tư vấn bên em là tư vấn chính xác nhất cho mọi người. Và ngoài ra thì đối với cái mức giá, các mức giá mà em vừa công bố cho các anh chị, thì khi mà đến mua tại cửa hàng thì bên em sẽ có thêm những cái ưu đãi dành cho mọi người. Ví dụ như là bên em sẽ có chương trình tặng phí thuế trước bạ trị giá 500.000 và có thể trừ luôn vào giá xe. Đấy, thì ví dụ như là chiếc xe Athena này có mức giá là 23.500.000, thì khi mà anh chị mua thì sau khi trừ hết khuyến mại đi rồi thì nó sẽ chỉ còn là 23 triệu đồng. Ngoài ra khi mua xe thì bên em sẽ tặng cho anh chị thêm một hộp dầu và một cái mũ bảo hiểm, và anh chị sẽ tặng thêm cái gói bảo dưỡng miễn phí không mất tiền. Đó, đấy là tất cả những cái chính sách quà tặng của bên em. Và ngoài ra thì sẽ được xe thì tất nhiên sẽ có bảo hành rồi, bảo hành tất cả trên xe là bảo hành 1 năm. Đó. Vừa rồi thì em đã cập nhật xong cho các anh chị về các mức giá của các mẫu xe gan 50cc hiện tại có ở cửa hàng. Còn bây giờ thì xin chào các anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.